dừng tạo ra zipters gì đó đi chị Phíp, em không cần ai theo dõi hết. Đây là của hai cậu, hai ly sinh tố thơm punch cùng với hết rồi. Xin lỗi nha các pony, lẽ ra trái cây mình đập phải được giao hàng cách đây lâu rồi. Mình nghe một câu rất hay là cái gì mà hay đen chê thì thường là cái tốt nhất ca. Xin chào, tôi đến từ dịch vụ vận chuyển sinh tố trái cây bay CC. Nơi nào có chúng tôi là nơi đó đều em. Wow, chắc phải có pony nào đó dạy chị thiên mã này cách bay quá. Không, đời nào tôi đây lại không bao giờ. Chào mừng đến với D-O-I-G-A-N-H đôi cánh. Buổi học không trọng lực siêu đỉnh, chuyên đào tạo bộ môn đi bộ trên không. Ý mình là dạy bay đó. Chỉ có một ngày thì không thể nào dạy họ bay được. Nghe nói ở đây có học viện dạy bay. Xin lỗi, đây là trường đại học dạy bay hả? Hết cách rồi, đành dạy bay thôi vậy. Vậy ai biết cách làm sao để xoay hai vòng liên tục hả? Đập cánh liên tục đúng chứ? Zip, có chuyện gì? Coi nè, chỉ cần đập cánh lên xuống liên tục lại được. Đừng trả lời nữa, quên đi. Mình nghĩ nên dạy mấy môn đơn giản trước, như là vượt chướng ngại vật chẳng hạn. Vượt chướng ngại vật hả? Nhưng mình không có. Gì? Nó từ đâu ra vậy? Dành cho ngài đó cơ trưởng. Em không phải là cơ trưởng. Được. Các thiên mã, nhìn tôi làm đây. Dễ ẹt. Rồi, ai muốn bắt đầu trước đây? Thôi được, mời cậu Thunder. Ngày hôm nay chắc trôi qua lâu lắm đây. Quả cúc kìa, tôi sợ quả cúc lắm. Thôi được, tiếp theo. Rồi, các cậu đã có một trải nghiệm vui vẻ. Chúc may mắn. Cố lên, Seferina. Đừng bỏ cuộc. Cảm ơn Easy. Được rồi, hãy nghe đây. Tôi sẽ dạy bay như thể đây là việc làm cuối cùng. Trước 5 giờ, phải xong trước 5 giờ. Sáng hôm nay, trông các cậu cứ như những chú thổ mã có gắn đôi cánh ở trên lưng. Giờ đã là cơ trưởng của chính mình. Hãy tung mũ tốt nghiệp đi. Trông cậu thật là tuyệt diếp, có tố chất giáo viên ghê. Công nhận việc này thật sự vui. Biết đâu mình lại tiến hành mở thêm trường dạy bay sau khi
mấy con cua biết bay.